Rồi hello các chị đẹp, chào các chị đẹp nha. Rồi lên mẫu này, hôm nay em lên mẫu này 19K, các chị đẹp vào săn hàng 19K mọi người. Rồi 9K, 19K các chị đẹp gái ơi, mẫu bộ hoa quần ống suông nha. Các chị đẹp bộ hoa quần ống suông mẫu em mặc nha. Có tầm 10 bông cho các chị lựa chọn luôn, rất là đẹp luôn. Rồi các chị nào mình đang xem like chấm bài tương tác lên giúp em mọi người ơi. Có size từ 1 tới 5, 45kg cho tới 70kg nha các chị đẹp. 45kg cho tới 70kg. Rồi chị yêu nào mình đang xem like chấm bài tương tác lên giúp em nha. Chấm bài tương tác, chia sẻ like lên giúp em để mua hàng 19K nha các chị đẹp. Mẫu như em đang lên mọi người nha. Rồi các chị đẹp ơi, nhanh tay chia sẻ like giùm em, tăng view giúp em nha. 5 phút nữa em bắt đầu bán hàng 19K mọi người nha. Rồi chia sẻ like giùm em nha các chị đẹp. Chia sẻ like giúp em 2 lần trang cá nhân và 5 lần các nhóm chợ công khai nha mọi người. Sau đó quay lại ấn theo dõi trang fanpage em đang like nha. Chị yêu nào đã chia sẻ like rồi, comment lên đã chia sẻ giúp em nha. 20 lượt người xem em bắt đầu chốt đơn 19K cho các chị đẹp nha. Rồi nhanh tay lên nào các chị đẹp gái ơi. Nhanh tay lên mọi người ơi, mọi người ơi. Rồi chế đẹp nào chia sẻ like rồi comment lên đã chia sẻ giúp em đi các chị. Comment đã chia sẻ giúp em nha. Có tầm 10 bông cho các chị đẹp nha, 19K nha các chị đẹp gái ơi, 19K nha. 19K kèm 19K nha các chị đẹp. Rồi chia sẻ like giúp em 2 lần trang cá nhân, 5 lần các nhóm chợ lên giúp em. Rồi mẫu em mặc là hoa vàng nha các chị ơi. Mẫu em mặc là hoa vàng nha các chị đẹp ơi, có size từ 1 tới 5 cho mình nha. Rồi lên giúp em nè, các chị đẹp chia sẻ like, chị nào chia sẻ like rồi comment lên đã chia sẻ giúp em. Em chào chị xí muội. Hoặc là các chị đẹp nào mình đang xem like chấm bài qua giùm em nha mọi người. Rồi mẫu này hôm nay em bán cho các chị giá 19K nha. Rồi có rất là nhiều hoa luôn nha các chị đẹp. Cái hoa em mặc là hoa vàng nè. Rồi cái này hoa xanh nè. Hoa xanh nha. Rồi cái này hoa xanh ngọc, có đủ hoa luôn các chị đẹp ơi. Màu nào cũng có, hoa nào cũng có nha. Hoa xanh, hoa vàng, hoa nào cũng có luôn. Hoa hồng nha các chế đẹp ơi. Rồi bộ em đang lên là nó là quần dài ống suông nha các chế đẹp, quần dài ống suông hoa xám nè. Rồi cái hoa vàng này cũng cực đẹp luôn. Cái này lên tím nha các chị, nền đen lên cái bông tím. Và cái này lên bông trắng. Rồi các chị đẹp gái xem like chấm bài tương tác, chia sẻ like lên giùm em đi mọi người. Chia sẻ like lên giúp em đi các chị đẹp gái ơi. Chị nào chia sẻ rồi comment lên đã chia sẻ giùm em nha các chế đẹp ơi. Tăng view lên giúp em đi mọi người ơi, bắt đầu bán hàng 19K cho các chị đẹp nha. Các chị yêu nào chia sẻ like rồi comment lên đi các chị, hoặc là chấm bài qua giúp em nha. Chấm bài qua giúp em để em bán hàng cho các chị đẹp nè. Chị yêu nào chia sẻ like rồi comment qua đã chia sẻ giùm em đi mọi người ơi. Trời ơi mẫu này mặc siêu đẹp siêu xinh luôn nha các chị. Đó những cái bộ này là các chị mặc siêu đẹp siêu xinh luôn nha. Ngoài sau của nó như thế này nha các chị yêu. Ngoài sau nó ở trên cổ nó đang dây chéo như này rất là đẹp luôn. Rồi chế đẹp nào mình chia sẻ rồi comment lên đã chia sẻ lên giúp em đi các chị đẹp, săn hàng 19K giùm em nha. Trời ơi quá đẹp luôn. Bộ em đang lên là quần ống suông nha các chế. Quần ống suông nha, quần dài ống suông. Quần dài ống suông và áo tay cánh tiên nha các chị đẹp. Tay cánh tiên rất là đẹp luôn. Rồi chế đẹp nào thích mua hàng 19K thì chia sẻ like giúp em 2 lần trang cá nhân, 5 lần các nhóm chợ nha. Em chào chị Yến Vy. Ok, đã chia sẻ 15 nhớ. Ok, cảm ơn chị Yến Vy nha. Rồi các chế đẹp ơi, chia sẻ tăng view lên giùm em đi mọi người ơi. Cái view còn thấp quá trời luôn nè. Chia sẻ tăng lên xíu nữa đi rồi em bán hàng cho các chị đẹp. Trời ơi cái view thấp quá các chị ơi, cái view không tăng là em không bán được nha. Cái view phải từ 20 người trở lên thì em mới bán hàng được cho các chị nha. Các chị xem like mà muốn hàng săn hàng 19K mà không chia sẻ like là khó bán lắm nha các chị. Tại dạo này Facebook nó tương tác rất là kém luôn mọi người. Kém cực kỳ luôn. Cho nên các chị yêu ơi muốn săn hàng 19K chia sẻ like lên giúp em đi các chị đẹp ơi. 2 lần trang cá nhân, 5 lần các nhóm chợ lên giùm em nha.
hai lần trang cá nhân và 5 lần các nhóm chợ lên giúp em. Rồi các chế đẹp nào mình đang xem live chấm bài tương tác lên giùm em đi mọi người, 19k 19k. Rồi em lên màu cho các chị nha. Rồi màu em lên là 19k mã vàng. Chị nào thích chốt cho em 19k vàng kèm số họ lên giùm em nha. 19k vàng kèm số họ lên giúp em các chế đẹp. 19k vàng kèm số họ nha các chế đẹp gái ơi. 19k vàng kèm số họ lên giùm em. 19k vàng kèm số họ lên giúp em nha các chị đẹp gái. Hoa em đang mặc là hoa vàng nha. Rồi các chế đẹp bắt đầu lên đơn cho em nè, 19k mã vàng kèm số hỏi lên giùm em. 19k mã vàng kèm số hỏi lên nha các chị. Size em sẽ chốt size cho các chế đẹp nha. Rồi 19k mã vàng comment đúng cú pháp giùm em nha mọi người. 19k vàng kèm số điện thoại lên giúp em nè. 19k vàng kèm số điện thoại nha các chị ơi. Rồi cái này lên giúp em 19k mã xanh ngọc giúp em nha. 19k mã xanh ngọc. 19k mã xanh ngọc các chị ơi. 19k mã xanh ngọc kèm size kèm số thoại lên giùm em nha. 19k mã xanh ngọc nha các chị đẹp. Rồi lên giúp em 19k mã xanh ngọc. Trời ơi, cái mẫu này siêu xinh cho các chế luôn. Rồi lên giúp em 19k mã xanh ngọc nha các chị đẹp. 19k mã xanh ngọc lên giúp em nè. 19k mã xanh ngọc tiếp tục chia sẻ like lên giùm em đi mọi người. 20 người xem em bắt đầu chốt đơn nha. Ok các chị yêu, chia sẻ like lên giúp em nào. 19k mã xanh ngọc. 19k mã xanh ngọc kèm số thoại lên giùm em. Rồi 19k mã xanh ngọc nha các chị ơi. Xem like chấm bài tương tác chia sẻ like mạnh tay lên giúp em mọi người. Rồi 19k mã xanh ngọc nha các chị đẹp gái. Mã em mặc là mã xanh ngọc nha. Chị yêu là mình thích chốt cho em 19k mã xanh ngọc kèm size kèm số thoại lên giùm em. Có size từ 40kg cho tới 70kg luôn nha các chị yêu. Rồi lên giúp em 19k mã xanh ngọc. Em chào chị Phương Phương. Chắc nó là thun gân ý nhập đó chị. Thun gân ý rất là dày và mặc mát cực kỳ luôn nha. Rồi lên giúp em 19k mã xanh ngọc. Mã xanh ngọc giùm em nha. 19k mã xanh ngọc. Tiếp tục chia sẻ like lên giúp em đi mọi người ơi. 20 người xem em bắt đầu chốt đơn nha các chế đẹp. 20 người xem bắt đầu chốt đơn nha. 20 người xem em bắt đầu chốt đơn nha mấy cái chế đẹp ơi. Rồi lên giúp em 19k mã này mã. Mã xanh thôi. 19k mã xanh lên giúp em. 19k mã xanh lên giúp em mọi người, chia sẻ like giúp em hai lần trang cá nhân, 5 lần các nhóm chợ nha các chị đẹp ơi. Trời ơi mẫu này em thiệt sự bao xinh cho các chị luôn nha. Bao xinh bao mát luôn. Cái chất mát cực kỳ luôn nha các chị đẹp. Rồi nha, ngoài sau cổ nó như này nha các chị yêu. Rồi lên giúp em mã 19k xanh. Em chào chị Lily Nguyễn. 19k xanh giúp em nha. Em mặc thật sự là hơi rộng nè các chị. 45kg trở lên mặc đẹp. Rồi 19k xanh lên giùm em. Mẫu em lên là quần ống suông nha các chị đẹp ơi. Quần dài ống suông nha. Quần dài ống suông. Rồi cái bộ này hình như là size số 2 lận nè. 19k mã xanh kèm số điện thoại lên giúp em. 20 người xem em bắt đầu chốt đơn. Các chị comment liên tục lên giúp em là các chị sẽ có cơ hội mua trúng càng lớn nha các chị đẹp. Rồi lên giúp em 19k mã xanh. Bộ em đang mặc 19k mã xanh nha. 19k mã xanh. Rồi bây giờ em sẽ chốt cho chị đầu tiên nè. Các chị ơi tiếp tục chia sẻ like lên giúp em nha. Rồi em sẽ chốt cho chị đầu tiên, chị Yến Vy nha. Ok chị Yến Vy nè, chia sẻ 15 nhóm luôn nè. Rồi em chốt cho chị Yến Vy một bộ vàng nha. Một bộ vàng nha chứ đẹp. Chia sẻ nhớ chia sẻ like lên giùm em nha mọi người. Rồi chốt cho chị Yến Vy 19k mã vàng. 19k vàng đây, của chị này của chị Yến Vy nè. Rồi lên tiếp giúp em 19k xanh nha các chị đẹp ơi, 19k xanh. 19k xanh lên giùm em. Tiếp tục chia sẻ đi mọi người. Hiện tại là 17 người xem. 17 người xem mà bao nhiêu, có bao nhiêu lượt chia sẻ? 17 người xem mà có 40 lượt chia sẻ, trong đó là em chia sẻ của em là hết 20 lượt rồi. Tài khoản của em, hai cái tài khoản em chia sẻ là hết 20 người xem, 20 lượt rồi. Thì còn lại các chị không có ai chia sẻ hết trơn á. Chị nào mà chia sẻ rồi nó sẽ có cái chữ người chia sẻ ở trên tên của mình nha. Chứ đẹp nào không có chia sẻ là nó sẽ không có hiện đâu. Thôi mấy chị yêu. Mấy chị nhìn thấy ok như chị Phong Vũ nè. Chị Phong Vũ là có chia sẻ nè. Đó, chị Phong Vũ là có chia sẻ nha.
Rồi chị, các chị mà không chia sẻ, các chị comment lên nó không có đâu, em có chốt rồi các chị cũng không có được, tại vì không chia sẻ là không được mọi người nhá. Rồi các chị đẹp gái ơi, chia sẻ like lên giùm em đi, em chờ chị liến đổ. Rồi mã em mặc 19k mã xanh kèm số điện thoại lên giúp em các chị đẹp ơi, nhanh lên em còn bán hàng nữa mọi người. 19k mã xanh kèm số điện thoại lên giúp em nha, quá đẹp luôn các chị đẹp, đẹp và sang cực kỳ luôn. Ồ cái này em bóp lại nè, cái này em đang mặc là bộ size thứ hai lận. Rồi 19k mã xanh kèm số điện thoại lên giúp em mọi người ơi, tiếp tục chia sẻ like lên giúp em đi mọi người. Cái view thấp quá, cái view thấp quá, cái chị đẹp ơi 19k nha. Bộ em mặc 19k mã xanh kèm số điện thoại lên giúp em. Tiếp tục chia sẻ like lên giùm em mọi người ơi. Hai lần trang cá nhân chỉ cần cái bộ này, các chị biết là trị giá, giá trị của bộ này là 120 ngàn nha các chị đẹp. Bây giờ bán là bằng cái số lẻ thôi, có 19k thôi. Cho nên là chỉ cần nhấn 5 giây thôi là các chị giảm xuống nhiêu? 100 ngàn một bộ. Đó, chỉ cần mình nhấn tèn tèn mà 5 giây thôi là các chị có thể mua đồ với giá 19k rồi. Ok chị Nhân Trương nè, ok chị Nhân Trương đã chia sẻ nè. Rồi nha các chị đẹp. Bây giờ nha, tiếp tục chốt cho em nè. Chị nào mà chốt comment đúng cú pháp đầu tiên em sẽ chốt cho chị đó bộ xanh này nha. Rồi bây giờ các chị comment giúp em 19k mã xanh kèm số điện thoại lên giúp em. Chị nào comment đúng vào đầu tiên thì em sẽ chốt bộ này cho chị đó nha. Rồi lên 19k mã xanh kèm số điện thoại lên giúp em. 19k mã xanh kèm số điện thoại. Ok chị Liến Đỗ này comment trước nè. Ủa đâu? Chị Nhân Trương nè. Ok chị Nhân Trương nha. Rồi ok chị Nhân Trương comment đầu tiên em chốt cho chị Nhân Trương một bộ này nha. Một bộ này. Rồi chị Nhân Trương lên size giúp em luôn chị đẹp ơi. Lên size giùm em luôn đi các chị. Lên size giùm em luôn, em chốt luôn nha. Rồi chốt luôn cho chị Nhân Trương một bộ nè. Trời ơi, em còn siêu phẩm lắm các chị đẹp ơi. Còn rất là nhiều siêu phẩm luôn nha mọi người. Chị Nhân Trương cái mã xanh này đúng không? Mã xanh này nằm đâu ta? Ok. Rồi chị Nhân Trương ơi, lên size cho em chốt luôn chị ơi. Mình giờ mặc size nào lên size lên cho em chốt luôn nha. Size bao nhiêu ký lên size giùm em chốt luôn cho mình nè. Rồi các chị nhớ nhắn theo dõi Facebook của em nha. Nhớ nhấn theo dõi Facebook của em và chụp lại màn hình nha các chị đẹp. Rồi em chốt cho chị Nhân Trương nè. Chị Nhân Trương đâu còn nói không, lên size giùm em nha. Lên size giúp em các chị đẹp từ từ. Rồi chế Nhân Trương lên size giúp em đi chị đẹp ơi, nhanh lên em còn bán hàng nha các chị đẹp. Rồi 19k mã xanh em chốt chị Nhân Trương rồi nha. À, có 70 kg không? Có nha chị Bảo Ngọc. Rồi các chế đẹp ơi, em chốt cho hai chế thôi nha. Các chế tiếp tục chia sẻ like lên, tăng view lên với em 40 người xem. Em bắt đầu bán hàng 19k tiếp nha mọi người. Rồi chị Nhân Trương đâu rồi? Chị Nhân Trương có đó không? Chế Nhân Trương có đó không? Rồi các chị đẹp gái, em bắt đầu bán hàng nha mọi người. Chế Nhân Trương ơi, em hỏi thêm một lần nữa, chế mà không lên size cho em là em chốt cho người khác nha chế nha. 62 kg, 1m50. Rồi ok em chốt chị bộ số 5 nha. Bán là bán vừa size cho các chị mặc luôn. Ok chế Nhân Trương nè. Rồi các chị tiếp tục chia sẻ like lên giùm em đi mọi người. Rồi các chị đẹp ơi, bây giờ em bắt đầu bán hàng nha. Các chị tiếp tục chia sẻ like lên giùm em, tăng view lên giúp em 40 người xem. Em bắt đầu bán tiếp 19k. Bây giờ em quay lại giá bán và giá này là giá tương tác cho các chị luôn. Mẫu này 120 ngàn, bây giờ em bán với giá tương tác là 90 ngàn một bộ nha các chị đẹp. Em bán 90 ngàn một bộ nha. Rồi ok chị Bảo Ngọc, mẫu này có 70 kg mặc size 5 cho em nha chị. 70 kg mặc size 5 giùm em nha. Rồi các chị đẹp gái, em bắt đầu bán hàng mọi người nha. 120k nè. Chia sẻ like còn 90k nha mọi người. Trời ơi, mẫu này mặc siêu xinh luôn các chị đẹp. Các chị nhận hàng cái bộ này mà các chị không ghiền nữa em nghỉ chơi các chị luôn. Rồi các chế chờ em xíu em ghi bình luận nha.
Rồi em bắt đầu bán hàng, các chị cứ tiếp tục chia sẻ like lên giùm em mọi người ơi. Chia sẻ like lên giúp em 2 lần trang cá nhân, 5 lần các nhóm chợ. Cái lượt view mà nó tăng là em tặng receipt cho các chị luôn chứ không cần phải bán nữa. Rồi bây giờ em bắt đầu bán hàng nha. 120k chia sẻ like còn 90.000 nha các chế đẹp. Rồi chị nào thích bộ này chốt cho em mã xanh kèm size 2, 3, 4, 5 từ 50kg cho tới 70kg mã xanh nha. Mã em mặc mã xanh. Rồi chị đẹp nào thích chốt cho em mã xanh nha các chế ơi. Mã xanh size 2, 3, 4, 5 lên giúp em mã xanh nha mọi người. Rồi chị đẹp nào mình thích cái này lên cho em mã xanh. Mã xanh size 2, 3, 4, 5 nha các chế ơi. Bộ em lên đó là quần dài ống suông nha mọi người nha. Quần dài ống suông. Quần dài ống suông nha các chị đẹp. Trời em lên cái hoa này siêu hot cho các chị đẹp luôn nè. Trời hoa này các chị nào mà không chốt là hơi bị phí nha. 120k chia sẻ like còn 90k giúp em. Tiếp tục chia sẻ like đi mọi người ơi, tăng lên 40 người xem em bắt đầu tặng hàng, tặng quà không đồng cho các chị luôn nha. Rồi trời ơi, mã này siêu đẹp luôn các chị đẹp. Rồi chế yêu nào mình thích chốt giùm em nè. Chế đẹp nào mình thích bộ này chốt cho em mã hồng nha. Mã hồng kèm size 23. Em chào chị Phi Lê. Mọi người ơi chia sẻ like chấm bài tương tác lên giúp em đi nha các chị. 40 người xem và đạt 200 bình luận nên các chị cứ chấm bài đạt 200 bình luận em bắt đầu bán hàng tiếp cho các chị nha. Trời ơi quá đẹp luôn. Rồi chốt cho em mã hồng size 2, 3, 4, 5 nha các chị đẹp gái ơi. Mã hồng size 2, 3, 4, 5 giùm em nha. Rồi mẫu này lên siêu cưng luôn mọi người. Rất là cưng luôn. Rồi 120 chia sẻ like còn 90k. Trời ơi cái giá này là bán giá đã đi bụi đời luôn chứ đừng có nói là giá 19k nha các chị. Rồi chốt giúp em mã này nha. Chốt giúp em mã này nha các chị đẹp ơi. Chị Phong Vũ. Chị Phong Vũ ơi, hồi nãy em có nói rồi, em đọc lại comment. Em đọc lại, chị nào chốt đầu tiên là em sẽ chốt. Thì lúc em đã đọc lại thì chị nào chốt đầu tiên, nhắn comment đầu tiên lên thì em chốt nha chị. Hồi nãy em có nói rồi nha. Em có nói rồi chị nha. Lúc em chốt hàng em đã nói là bây giờ em đọc comment lại đúng cú pháp. Chị nào comment đầu tiên thì em chốt cho chị đó. Thì cái chị Nhân Trương đó là đã chốt đầu tiên nha chị. Chị Nhân Trương đọc đầu tiên nha. Rồi lên giúp em mã hồng này các chị đẹp ơi. Mã hồng kèm size 2, 3, 4, 5 từ 50kg tới 70kg. Chế yêu là mình thích mã này lên mã hồng lên giúp em. Nói chung là chế nào mà comment trước thì em chốt trước. Là lúc từ lúc mà em thông báo nha. Rồi lên cho em mã hồng kèm size 2, 3, 4, 5 lên giùm em mọi người. Mã hồng size 2, 3, 4, 5. Rồi chế đẹp là mình thích chốt giùm em nha. Hồng size 2, 3, 4, 5 lên giúp em. Trời ơi đẹp lắm các chị đẹp. Rồi em qua màu nha. Hồng kèm size 2, 3, 4, 5 lên giúp em mã hồng. Các chị yêu chia sẻ like nha. Chia sẻ like mới bán giá 90.000 nha mọi người. Rồi mã hồng kèm size 2, 3, 4, 5 lên giúp em mã hồng. Mã hồng nha các chị đẹp gái. Các chị yêu xem like chấm bài tương tác lên giùm em. Rồi chị Khả Hân, chị Khả gì? Chị Khả Hân mã xanh. Mã xanh kèm size kèm số điện thoại lên giúp em nha các chị đẹp. Chốt mã kèm size kèm số điện thoại lên giùm em nha. Chốt mã kèm size kèm số điện thoại lên giúp em các chị đẹp ơi. 120.000 chia sẻ like còn 90k thôi các chị đẹp. Trời ơi cái mẫu này em nói thiệt với các chị á. Bao đẹp bao xinh cho mọi người luôn. Bao đẹp bao xinh cho các chị luôn. Các chị yêu tiếp tục chia sẻ like cho lên giùm em nha. Hồng 4 cho chị Thủy Nguyễn nè. Ok chị Hồng 4. Hồng 4 cho chị Thủy Nguyễn nha. Hồng 4 cho chị Thủy Nguyễn nè. Rồi các chị đẹp chốt hàng lên số điện thoại giúp em. Rồi 90.000 các chị đẹp, 120 còn 90.000 mà dạ gì mình không chốt các chị đẹp ơi, đâu phải là ngày nào cũng bán giá này đâu các chị đẹp gái. Không có phải ngày nào cũng bán giá này đâu nha mọi người. Rồi chị Nguyễn lên, chị Thủy nè, chị Thủy lên số điện thoại giúp em. Mã hồng 3 ok. Hồng 3 cho chị Khả Hân. Rồi hồng 3 cho chị Khả Hân nè. Các chị đẹp gái xem like chấm bài lên giùm em mọi người ơi. Chấm bài tương tác lên giúp em. Rồi các chị đẹp gái chốt hàng mà không có số điện thoại là em xả đơn nha. Rồi mã hồng tiếp tục, mã hồng lên giúp em mọi người ơi. Hồng kèm size 2, 3, 4, 5 lên giùm em nha. Em chào chị Trịnh Lợi. Chị em gửi hàng cho mình chị nha, yên tâm. Rồi chế đẹp nào mình chốt hàng, chị Khả Hân là chốt xanh với hồng lên số điện thoại giùm em nha.
chốt xanh với hồng lên số điện thoại giúp em. Cho em lên tiếp mã này. Mã này lên giúp em mã xám nha các chị đẹp gái, mã xám. 120 chia sẻ like còn 90k thôi các chị đẹp gái ơi. 120 chia sẻ like còn 90k nha. Rồi lên giúp em mã xám kèm size lên giùm em. Mã xám mọi người ơi, mã xám lên cái bông màu tím nha. Cái bông này nó hơi đầm đầm nhưng mà nó rất là đẹp luôn. Rồi lên cho em mã xám kèm size 2345 mã xám lên giùm em. Mã xám kèm size 2345 và em ship toàn quốc đồng giá 30.000 nha các chị đẹp gái. Trời ơi tay cánh tiên nè, cưng chưa? Tay cánh tiên nha mọi người. Rồi ngoài sau đó nha, đang dây chéo nha. Đó, cực là yêu luôn nha các chị. Rồi đây em đang mặc là bộ này size số 2. Chế nào mà 50 đến 55kg là vừa size 2 cho em nha. Xanh size 3 luôn. Ok chị, xanh size 3 luôn. Rồi cái này lên cho em mã xám. Mã xám giùm em mọi người ơi. Cái chế mặc bộ này và cái chế ở nhà hay cái chế đi chợ hay đi vòng vòng hàng xóm là bao xinh bao sang luôn. Tại vì mình không có đi đâu xa hết, mình đi qua nhà bạn hay là nhà hàng xóm mình chơi thì mặc những cái mẫu này nó vừa thoải mái mà nó vừa đẹp nữa nha các chị yêu. Rồi chị nào thích màu này lên cho em mã xám. Mã xám kèm size lên giùm em. Em chào chị cũ cả nhỏ và chốt cho chị một mã xanh. Xanh 3. Xanh 3. Đây xanh 3. Xanh 3 ok chị. Chị gì ta? Chị Trần Khả Hân nè. Con 783 990813. Rồi ok chị Khả Hân nha, có hồng có xanh nha. Rồi chị gì? Chị Thủy. À chị Thủy hả? Rồi. Nếu mà khách cũ thì không cần số điện thoại các chị đẹp. Nhưng mà các chị cứ cho số điện thoại lại giùm em đi, tại vì có nhiều cái Facebook đó trùng nhau á. 4652. Cứ cho số điện thoại lại giùm em nha. Ok chị Thủy nha. Rồi em nhớ rồi, em nhớ rồi. Rồi lên giúp em mã xám giùm em mọi người. Mã xám kèm size lên giúp em 2345 nha các chị đẹp gái. Chào em Mộng Thường nha. Rồi chốt cho em mã xám size 2345 nha các chị đẹp. Xám size 2345 lên giùm em. Rồi em lên tiếp cái mã này nè. Mã này còn size nhỏ không ta? Mã này nền đen lên cái bông màu trắng nha các chị yêu. Nền đen bông trắng, chị yêu là mình thích màu đầm đầm tới tối mình chốt giúp em nha. Nền đen bông trắng. Rồi cái này chốt cho em mã trắng nha các chị đẹp gái ơi, mã trắng lên giùm em. Một bộ chỉ có 90k thôi và em ship toàn quốc 30.000 nha các chị đẹp. Siêu đẹp siêu xinh luôn. Rồi lên giúp em cái này mã trắng lên giùm em nha. Mã trắng nha các chế ơi. Các chị tiếp tục chia sẻ tăng view lên giúp em đi mọi người. 30 lượt xem đi, em bắt đầu tặng quà không đồng cho các chế đẹp luôn. Rồi lên giúp em mã trắng. Size 2345 mã trắng lên giùm em. 50kg cho tới 70kg. 50kg tới 70kg nha các chế đẹp. Em đứng gần cho các chị xem cái chất của nó nè. Dày và mịn, tay cánh tiên nha mọi người ơi. Đây em quay sát cho các chị xem nha. Ngoài sau lưng đó nha. Rồi chị yêu là mình thích mẫu này, chốt cho em mã trắng. Trắng kèm size lên giúp em. Rồi lên cho em mã trắng nha. 120 chia sẻ like còn 90k. Nhớ là em chỉ bán cho chế nào chia sẻ like thôi nha. Em lúc mà em chốt đơn chế nào chia sẻ like là em xả hàng nha các chị đẹp. Em chờ chị Thu Hạnh nha. Chất nó là thun gân ý nhập chị ơi. Thun gân ý mặt rất là mát luôn. Chất nó co giãn nha mọi người. Co giãn. Rồi lên cho em mã này mã trắng nha. Mã trắng size 2345 lên giúp em mã trắng. Các chị đẹp gái ơi chuẩn bị nha. Chuẩn bị em bán đồ 19k nè. Các chị chia sẻ like lên giùm em đi. Các chị đẹp nào mà còn xem like chấm bài lên giúp em đi mọi người. Rồi cái mã vàng này siêu đẹp luôn nè. Đếm coi nó còn size nhỏ không nha. Rồi mã vàng này nha các chị đẹp, mã vàng này rất là đẹp luôn. Không chị Trịnh Lợi ơi, quần bà ba là em chỉ có quần đen thôi chị. Quần bà ba là chỉ duy nhất một cái mẫu đó là quần đen thôi, không có cái mẫu nào khác hết trơn á. Rồi cái này lên giúp em mã hoa vàng nha mọi người ơi. Cái này lên mã hoa vàng giúp em nha. Các chị đẹp ơi chia sẻ like lên giúp em các chị á. Không những là chia sẻ like đâu mà các chị cứ chấm bài liên tục lên giúp em. Cái bình luận mà nó tăng á,
cái bình luận mà nó tăng á thì cái view của em nó mới hiện liên tục, thì cái người xem người ta mới thấy, mới vào xem được. Chứ các chị lâu lâu các chị mới comment lên đó là ít người thấy lắm. Trời ơi cái hoa này đẹp quá các chị yêu ơi, cái hoa này đẹp quá trời luôn. Hoa này em còn size 1, 2, 3, 4, 5 luôn nè. Chị yêu là mình thích mẫu này lên cho em mã hoa vàng size 1, 2, 3, 4, 5 nha. Mã trắng, mã trắng 4 cho chị Thủy nè. Ok chị, trắng 4. Trời ơi cái chất này các chị nhận hàng mặc ghiền luôn nha. Các chị đẹp bao ghiền cho các chị luôn nha. Mùa này nó nóng nữa. Trời ơi cái này bên kia mã trắng đâu rồi ta. Trắng 4 đây. Trời ơi các chị mặc mẫu này bao ghiền luôn nha. Rồi chốt lên cho em chứ chị ơi, 90k nha, 90k còn 120 còn 90k. Dụ chia sẻ like lên giùm em nha mọi người. Rồi trắng 4 cho chị nè. Chị Thủy. Chưa chị ơi, em chưa bán lại 19k đâu, chưa nha chị. Em vẫn đang bán 90 ngàn nha. Chị Thủy có chốt cái này không? Chưa có 19k đâu các chị đẹp. Em đâu đã bán hàng 19k, chia sẻ like tăng view 30 người xem em mới bán 19k. Chưa chưa các chị ơi. Trời ơi đâu ra 19k vậy? Có quần đồ bộ mặc ống nhỏ không? Có nha chị Trình Lợi. Có đồ bộ ống nhỏ em có nha, em lên hết mẫu này em lên đồ bộ ống nhỏ chưa? Rồi 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 đâu rồi đâu rồi? Vải chất đẹp lắm, ok cảm ơn em Nguyễn Vy nha. Rồi các chị đẹp ơi em đâu chưa đâu đâu đã bán hàng 19k đâu, em vẫn lên giá 90k mà cái view nó đâu có tăng được đâu. Chưa nha các chị, tăng view lên giúp em nha, chia sẻ like tăng view lên giùm em 30 người xem hoặc là 25 đến 30 người xem thì em mới bán hàng tiếp cho các chị đẹp nhận được nha. Rồi chị Thủy ơi, mã trắng hồi nãy 90k chị có chốt không thì em chốt nha, em chưa có bán hàng 19k lại đâu các chị đẹp. Chưa có bán hàng 19k lại đâu. Rồi cái mã vàng này chị yêu là mình thích chốt mã vàng kèm size 1, 2, 3, 4, 5 lên giúp em. Mã vàng kèm size, mã vàng kèm size 1, 2, 3, 4, 5 lên giúp em cái chứ ơi. Cái view nó thấp lắm đó chị thông cảm nha. Muốn em bán hàng giá thiệt rẻ thì các chị chia sẻ like hoặc là mời thêm bạn bè vào xem giùm em nha. Có ok chị. Cái view phải tăng lên cái chị đẹp, tăng lên thì em mới bán được nha. Rồi mã vàng này chị yêu là mình thích chốt cho em vàng size 1, 2, 3, 4, 5. Vàng kèm size 1, 2, 3, 4, 5 lên giúp em. Mã vàng nha các chị đẹp. Rồi lên cho em mã vàng size 1, 2, 3, 4, 5 lên cho em nha. Cái này là quần, đó là quần ống suông mọi người ơi. Chế nào nãy mua được hàng 19k, ủng hộ em thêm bộ đi mấy chị đẹp. Rồi lên giúp em nha mã vàng. Vàng kèm size. Rồi vàng kèm size lên giùm em mọi người ơi. Vàng 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 kèm size 1, 2, 3, 4, 5 từ 40kg tới 70kg. Rồi em chào chị Tam La, La gì Tâm Thị nè. Một bộ 120 chia sẻ like còn 90k nha chị Tâm Thị ơi. Chia sẻ like còn 90k nha. Rồi chia sẻ like còn 90k giúp em. Rồi chị nào thích cái này lên cho em mã vàng kèm size 1, 2, 3, 4, 5 từ 45kg tới 70kg. Chế yêu nào mà không biết mặc size nào lên chiều cao cân nặng giùm em nha. Lên chiều cao cân nặng giúp em thì em canh size cho các chị. Xem quần bộ ống nhỏ rồi chị Nhân Trương chờ em xíu nha, em lên thêm hai ho nữa thôi là em qua mẫu. Em lên thêm hai ho nữa là em qua mẫu bộ ống nhỏ cho các chị đẹp nha. Đây. Trời ơi lên cái bộ này đẹp lắm này các chị đẹp. Rồi cái này lên lại giúp em mã xanh nha các chị đẹp, mã xanh dương. Lên mã xanh dương giùm em mọi người nha. Mã xanh dương kèm size lên giúp em. Rồi đây có chế đẹp gái. Rồi chế nào mua mẫu này bên em rồi biết á, lúc mà hàng mới về là em bán 120 lận nha các chị đẹp. Đúng giá của nó là 120 nha. Rồi hôm nay em bán 90k là đã bán giá tương tác cho các chị rồi. Rồi cái này lên mã xanh giùm em kèm size 1, 2, 3, 4, 5 mã xanh dương. Mã xanh dương lên giúp em nha.
Rồi lên giúp em mã xanh dương kèm size 1, 2, 3, 4, 5 mã xanh dương. Chia sẻ like lên giùm em mọi người ơi. Rồi lên giúp em mã xanh dương kèm size nha. Mã xanh dương lên giúp em, mã xanh dương kèm size 1, 2, 3, 4, 5 mã xanh dương nha các chị đẹp gái ơi. Xanh dương kèm size. Xanh dương kèm size lên giùm em nha. Rồi chị Tâm Thị ơi, cái giá này là em bỏ xỉ là 95. Mẫu này em bỏ xỉ là 95. Hiện tại là em bán có 90 ngàn thôi. Nó còn rẻ hơn xỉ nữa chị. Nó còn rẻ hơn xỉ nữa. Cho nên là mình cứ mua đi nha. Giá này là em bán rẻ hơn xỉ luôn cái chí đẹp. Xỉ em bỏ bộ này là 95, em bán 120. Đó. Bây giờ em bán có 90 thôi. Bây giờ em bán mẫu này có 90 thôi. Nó rẻ hơn xỉ nữa. Chị lấy đi chị ơi. Rồi lên giúp em mã này mã xanh. Mã xanh dương kèm size giùm em nha. Mã xanh dương kèm size. Chào em Thảo Lan nha. Rồi lên cho em mã xanh dương kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Quần nó là quần ống suông nha các chế đẹp. Rồi em chào chị Phương Trần nha. Em chào chị Phương Trần. Chị Thương Nguyễn chưa nhận được hàng hả chị? Chị Thương Nguyễn. Ủa sao lâu rồi ta? Cái đơn hàng của chị Thương Nguyễn lâu lắm rồi đó. Rồi chị Tâm Thị ơi, xanh dương size nào chị ơi, lên size giúp em nữa. Lên size cho em nữa nha chị. Rồi chị Thương Nguyễn, chút nữa em kiểm tra đơn hàng của mình em báo lại chị nha. Chị Phương Trần 90k chốt mã nào chị ơi? Lên mã kèm số điện thoại giùm em. Rồi em lên một màu này nữa, em qua size cho em qua mẫu khác cho các chị đẹp nha. Em lên màu này nữa là em qua mẫu khác cho các chị đẹp. Cách chế chốt hàng nhớ lên size giùm em mới biết đường chốt. Tại mẫu này nó có size nha các chị đẹp. Có size từ 40kg tới 70kg lận nha. Rồi chị Tâm Thị nè, chốt size nào lên size giùm em nha. Cái này em bán rẻ hơn em bỏ xỉ thôi các chị đẹp. Xỉ, trời ơi. Cái hoa này chế lên đẹp lắm nha các chị yêu. Rồi chốt cho em mã này mã vàng lại đi các chị đẹp ơi. Lên lại mã vàng giùm em. Lên lại mã vàng giúp em nha. Rồi lên giúp em mã vàng kèm size. Chị Tâm Thị lấy 5 bộ. 5 bộ là chị lấy size nào, chị lấy sao, chị nhắn vậy em không biết đâu. Em chị nhắn vậy em đâu biết chốt với chị cái mẫu nào đâu. Rồi 65kg mặc size 5 cho em nha chị Phương Trần ơi. 65kg mặc size số 5. 65kg mặc size 5 giúp em nha. Rồi chị yêu là mình thích cái này, lên cho em mã vàng kèm size 2, 3, 4, 5 lên giùm em nha các chị đẹp. Lên mã vàng kèm size 2, 3, 4, 5 lên giúp em nha. Rồi, mã vàng kèm size 2, 3, 4, 5 lên cho em. 65kg mặc size 5 vừa nha chị Phương Trần. Rồi, nói chung các mặc cái mẫu này các chị mặc ở nhà hay mặc đi vòng vòng đi chợ rất là mát mà đẹp lắm nha. Bao đẹp luôn. Rồi, lên cho em mã vàng này size 5, size 2, 3, 4, 5. Rồi, bây giờ em qua mẫu rồi lẫn ống ôm cho các chị đẹp gái nha. Lẫn ống ôm, chị yêu nào thích lẫn ống ôm, chốt hàng giùm em. À quên, dài ống ôm nha các chị đẹp. Dài ống ôm đâu ta? Đây. Dài ống ôm. Mã vàng cho chị Phương Trần. Ok chị, mã vàng em mới mặc đúng không chị? Mã vàng em mới mặc đúng không? Rồi em chốt chị một cái vàng số 5 nè. Chị Phương Trần. Vàng số 5 chị Phương Trần. Rồi chị Phương Trần lên số điện thoại giùm em chị nha. Lên số điện thoại giùm em. Rồi em lên bộ lựa bộ dài ống ôm nha các chị đẹp. Bộ dài ống ôm nha các chế ơi. Rồi cái này em bán đồng giá cho các chị nha. Rồi mẫu này em theo 90 ngàn cho các chị đẹp luôn. Các chị đẹp chốt giùm em nha. 90k mã vàng số 5 rồi. Ok chị em chốt cho chị rồi đó. Mà chị lên số điện thoại giúp em. Chị lên số điện thoại giúp em nha. Rồi cái bộ y chang vậy luôn nha các chị đẹp, mà hoa khác và nó quần ống ôm chứ không phải là ống rộng nữa. Chế nào thích quần ống ôm bắt đầu chốt quần ống ôm giùm em nha. Hồi nãy là quần ống suông, còn mã này là quần ống ôm nha các chị đẹp. Rồi em lên mẫu này nha. Em lên mẫu này cho các chế nha. Rồi chị nào mà thích quần ống ôm chốt hàng giùm em nè, 90k luôn. Hôm nay bán 90k cho các chị đẹp luôn. Rồi chị Phương Trần lên số điện thoại giùm em đi chị ơi. Các chế đẹp lên số điện thoại.
Các chế nhớ giùm em tăng view lên giúp em là em bắt đầu bán hàng giá sốc cho các chị tiếp nha. Rồi đây các chế đẹp. Mẫu này chốt cho em mã hồng kèm size lên giúp em, mã hồng kèm size 1 2 3 4 5 mã hồng lên cho em nè. Hồng kèm size 1 2 3 4 5 lên giúp em. Đây nha các chị đẹp, nó y chang cái bộ nãy em mặc luôn. Nhưng món là quần ống ôm và cái ho nó khác. Chị yêu là mình thích mẫu này chốt giùm em nha. Cái ho khác nha các chế đẹp. Rồi lên giúp em mã hồng kèm size 1 2 3 4 5 lên giúp em. Rồi ok chị Phương Trần, có 90 ngàn một bộ, các chị ơi mua 2-3 bộ gì nó đỡ, một lần mình ship luôn nha. Một lần mình ship hàng nó đỡ. Rồi lên cho em mã này mã đỏ. Mã đỏ giùm em nha các chị ơi. Mã đỏ lên giúp em nha. Ống rộng ok chị Phương Trần, chị Phương Trần có muốn lấy thêm bộ ống rộng nào nữa không? Ống rộng hồi nãy mấy cái ho đầu tiên rất là đẹp mà chị chưa thấy á. Rồi cái này lên cho em mã đỏ. Mã đỏ kèm size lên giúp em nha. Mã đỏ em còn size 3, 4, 5. Chốt mã đỏ giùm em nè. Mã đỏ này em còn size 3, 4, 5. Lên quần suông hả chị Tâm Thị? Rồi ok nha, quần suông. Tại hồi nãy em lên rồi á, bây giờ để em lên lại cho. Rồi cái này chị nào hỏi em quần ống ôm nè các chị đẹp ơi. Quần ống ôm. Rồi lên giúp em nha. Lên giúp em mã này mã đỏ kèm size 3, 4, 5. Mã đỏ lên giùm em. Bán 90 ngàn cho các chị đẹp luôn. Bán giá này là giá như giá em nhập về luôn các chị đẹp. Rồi lên cho em mã đỏ kèm size. Đỏ kèm size lên giúp em. Chị Nhân Trương hồi nãy đỏ. Đỏ chị Nhân Trương là size số 5 đúng không ta? Rồi em chốt cho chị Nhân Trương size số 5 đúng không chị? Ok chị Nhân Trương nè. Rồi đỏ còn em kèm size 3, 4, 5 giúp em, 3, 4 nha các chị đẹp ơi. Đỏ kèm size 3, 4 lên giùm em. Đỏ kèm size 3, 4. Chờ một xíu đi các chị đẹp ơi, em sẽ lên cái mẫu ống rộng lại cho mình nha. Em lên thêm mấy hoa này coi thử chị nào có thích bộ ống ôm không nè. Trời ơi cái này lên cho em mã tím kèm size 2, 4, 5 nha các chị. Mã tím lên giúp em. Rồi lên cho em mã tím nha các chị đẹp ơi. Cái này là thun lạnh nha mọi người. Thun lạnh mặc bao nha, bao mát luôn nha các chị đẹp. Rồi lên giúp em mã tím áo đó nha. Mã tím kèm size lên giùm em, cái này size mấy đây không biết. Mã tím này các chị đẹp ơi, rồi mã tím em còn size 2, 4, 5 để em lên cái mã tím này cho các chị xem, lên rất là đẹp luôn. Rồi mã em mặc là mã hồng nè, chị yêu nè mình thích chốt mã hồng. Lấy bộ số 5 mẫu đang mặc, ok chị Trịnh Lợi. Rồi chốt hồng giùm em các chị đẹp ơi, hồng kèm size lên giúp em. Hồng 5 cho chị Trịnh Lợi. Chị nào mà xem mẫu ống rộng chờ em lên hết mẫu này em lên lại cho nha. Tại vì mẫu đó nãy em lên đi qua mẫu rồi đó. Rồi cái này lên tím cho em size 2, 4, 5 nha các chế đẹp gái. Lên mã tím size 2, 4, 5 lên giùm em. Trời ơi hôm nay em xả hàng có 90 ngàn à các chị. Các chị nào mà mua mẫu này rồi thì biết đó, 120 với là 101 không thôi nha mọi người. Rồi lên cho em mã này, mã tím kèm size 2, 4, 5. Mã tím lên giùm em nha các chế đẹp gái. Rồi lên cho em mã tím size 2, 4, 5 nha các chị ơi. Quá đẹp luôn. Rồi tím 2, 4, 5 lên giùm em. Từ 50kg, size 2 50 đến 55kg, size 4 60, 65kg và size 5 là 65, 70kg nha. Rồi chế đẹp là mình thích mẫu này chốt cho em mã tím. Tím kèm size lên giúp em nha. Rồi tím kèm size lên giùm em. Tím nha mọi người ơi. Đây nha. Đẹp cực kỳ luôn các chị. Rồi tím size 2, 4, 5 lên giúp em mã tím. Mã tím size 2, 4, 5. Tím cho chị Nhân Trương ok chị nè. Tím. Rồi một cái tím. Rồi tím em còn một bộ số 5 nữa, chế nào vừa tím số 5 chốt cho em còn một bộ số 5 nữa mấy chế đẹp. Rồi ok chị Nhân Trương nha. Rồi em còn một tím số 5 nữa, chế nào vừa chốt giùm em. Rồi em lên cái này mã đen. Mã đen em còn size 3, 4, 5 nha các chế đẹp. Mã đen còn size 3, 4, 5 chị yêu là mình vừa chốt đen giúp em nha. Nền đen lên cái bông màu trắng nha các chế ơi. Đây
nền đen lên cái bông màu trắng. Quá đẹp luôn. Rồi lên giúp em mã này là mã đen. Mã đen giùm em mã đen. Rồi mã đen giùm em nha các chị đẹp. Mã đen kèm size lên giúp em mọi người ơi, 3 4 5 mã đen. Rồi lên giúp em mã đen size 3 4 5 nha các chế đẹp gái. Mã đen size 3 4 5 giùm em nha, quần dài ống ôm. Chất nó là thun lạnh mọi người ơi, mặc rất là mát luôn. Rồi lên giúp em mã đen size 3 4 5. Tím 4 hả chị Thủy? Tím 4 em hết, tím 4 rồi còn tím 5 mà. Em coi thử rồi còn tím. Chị Thủy ơi, em lấy cho chị cái mã này số 5 được không? Số 4 được không? Cái tím này số 4 em hết, tím này em còn số 5. Cái mã này nè, nó giống như vậy mà nó là hoa vàng, em còn số 4 nè, em lấy cho chị bộ này được không? Bộ này được không chị? Trời ơi, bộ này hoa nó cũng đẹp lắm luôn á. Chị Thủy ơi, em lấy cho chị bộ này được không? Số 4 nha. Còn cái bộ tím em đang mặc hết số 4 rồi, còn số 5 luôn à. Màu tím số 5, ok chị Trịnh Lợi chốt chị cái tím này số 5 nha. Rồi ok chị Trịnh Lợi. Rồi tím này em còn một bộ size 2 thôi các chị, còn một bộ số 2 cho các chị 50 đến 55 kg thôi. 50 đến 55 kg thôi nha các chị đẹp. 50 đến 55 kg. Rồi cái mã vàng này các chị đẹp ơi, em coi mã vàng này em còn cái nào. Rồi mã vàng này em còn size 2, 4, 5 nè chị yêu nè. Mình vừa chốt giúp em mã vàng này size 2, 4, 5 nha các chị. Em mặc cái mã vàng vô cho các chị xem nha. Mã vàng cực đẹp luôn nha các chị đẹp ơi. Nó giống như cái tím này mà nó lên là hoa vàng. Rồi cái hoa tím này em còn một bộ size số 2 thôi. Mã xanh 65kg, mã vàng 60kg. Mã... Chị Tâm Thị ơi, chị mà lấy nhiều chị như vậy á, mà chị là khách mới á, thì chị cào cho em một cái thẻ Vina 50 rồi em đi đơn cho chị. Tại vì em sợ, rất là sợ tình trạng bị bơm hàng nhiều á, nó đi về mất thúy lắm đó chị yêu ơi. Ở cái này em mặc vừa. Mình dài đẹp không chị? Chị Trịnh Lợi ơi, chị hỏi em gì? Mình dài đẹp không chị là sao chị Trịnh Lợi? Không hiểu. Rồi cái mã vàng này các chị ơi, lên cho em mã vàng. Mã vàng kèm size. Mã vàng này em còn size 2 và 4, 5 nha các chị đẹp. Mã vàng này em còn size 2, 4, 5. Chị Thủy ơi, chị lấy cái này size 4 được không chị? Rồi mã vàng này em còn size 2, 4, 5 nha các chế đẹp gái. Rồi chị yêu này mình thích màu này, lên cho em mã vàng size 2, 4, 5. Rồi vàng 2, 4, 5 giùm em. Rồi chị Phương Trần ơi, em lên hết bộ này em sẽ lên cho chị nha. Em lên hết bộ này em sẽ lên lại ống rộng cho mình. Chị Thủy ơi, mình lấy bộ vàng này số 4 được không? Mã xanh 65kg. Chị Tâm Thị, chị chốt cái đó là chị chốt ống rộng hay là ống rộng hay là ống ôm vậy chị? Mã xanh nãy giờ em đâu lên mã xanh đâu ta? Rồi cái mã em đang mặc là mã vàng nè. Mã vàng nè, chị đã chốt cho em nha, size 2, 4, 5 mã vàng. Chị Tâm Thị ơi, chị chốt mã ống ôm hay là ống rộng, chị chốt vậy em không biết đường chốt đâu. Chốt vậy em biết được chốt đâu. Mã đen 60kg là nãy giờ là em lên cái mẫu này là bộ ống ôm chị nha, không phải ống rộng đâu nha. Rồi cái vàng này em còn size 245 chứ đẹp là mình sắp chốt giùm em vàng 245. Vàng 245 lên giúp em, ok chị em chốt cho chị bộ 4 nha. Trời ơi mấy mẫu này các chị mặc đi, em bao đẹp cho các chị luôn. Rồi chị yêu là mình thích bộ này nữa chốt giùm em nha. Hai còn em còn size 2 và size 5 thôi các chị đẹp, em còn 2 và 5 thôi. Rồi em quay lại bộ ống rộng cho các chị yêu nào nãy chưa xem được cái mấy cái hoa đầu tiên lên lại nha.
chiều nào chưa xem được mấy cái hoa đầu tiên em lên lại nè, em lên lại cho cái chị đẹp nè. Chị Tâm Nguyễn ơi, chị chốt vậy là chị nói lại cho em đi là bờ chị chốt ống rộng hay là ống ôm để em biết em chốt nha, để em biết em chốt cho mình. Rồi em lên lại mẫu ống rộng nè. Rồi ống rộng hoa vàng này em còn size 1, 2, 3, 4, 5. Chị yêu là mình thích chốt hoa vàng giùm em nha. Em mặc lại một bộ rồi em lên hoa nhanh cho các chị, rồi em qua mẫu nha mọi người. Em lên hoa nhanh cho các chị, em qua mẫu nha. Rồi cái này chốt cho em mã hoa vàng lại nha các chị đẹp. Hoa vàng lại kèm size 1, 2, 3, 4, 5 lên giúp em mã hoa vàng. Hoa vàng lại kèm size 1, 2, 3, 4, 5 lên giúp em. Chết em lên bộ này xuống thấy số 4 rồi đó chị yêu. Áo màu cao khô, áo và 3 số 5 một cái. Màu cao khô áo và 3 số 5 em hết rồi chị. Em còn size số 4 là sao á? Màu cao khô em hết size số 5 rồi. Chị lấy qua màu măng cục được không chị Trịnh Lợi? Màu măng cục nó cũng đẹp lắm á. Rồi chị nào hỏi em bộ ống rộng, chị nào hỏi của em bộ ống rộng, bây giờ em lên hoa lại một lượt nữa. Các chị chốt giùm em nha. Chốt nhanh giùm em qua mẫu. Tại vì mẫu này em lên rồi nha các chị đẹp gái. Mẫu này em qua rồi. Rồi lên giúp em lại mã vàng kèm size 1, 2, 3, 4, 5 từ 45kg tới 70kg có size nha. Gửi đồ cho chị. À, ok chị Kim Kim, vậy chiều em gửi cho chị nha. Chị chọn thêm gì không? Rồi em chào chị Thạch Hoàng Tuấn, 55kg mặc size số 3 cho em nha chị. 55kg mặc size 3 giùm em nha. Rồi lên cho em mã vàng. Mã vàng kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Mẫu em lên là ống rộng nha các chị đẹp, bộ ống rộng. Rồi đây lên nha. Chị đẹp chờ em xíu nha, lung tung quá. Rồi lên cho em mã vàng đi các chị đẹp ơi. Mã vàng kèm size 1, 2, 3, 4, 5 mã vàng lên giúp em. Mã vàng kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Rồi em lên tiếp thôi cho các chị nha. Rồi cái này lên cho em mã trắng kèm size lên giúp em mã trắng. Mã trắng nha các chị yêu ơi. Rồi lên cho em mã trắng nè, cái này là quần ống rộng nè. Mã trắng kèm size lên 2, 3, 4, 5 mã trắng lên giùm em. Rồi lên giúp em mã trắng size 2, 3, 4, 5 nha các chị yêu. Đây. Nền đen lên cái bông màu trắng các chị. Rồi chị đẹp là mình thích mẫu này lên cho em mã trắng. Mã trắng kèm size lên giúp em nha các chị ơi. Rồi lên cho em mã trắng nha. Mã trắng size 2, 3, 4, 5 mã trắng. Mã trắng size 2, 3, 4, 5. Rồi em lên tiếp hoa này, hoa xanh ngọc nè, các chị đẹp chốt cho em mã xanh ngọc nha. Đây nha các chị ơi, dáng quần của nó đây mọi người, nó là quần ống suông á, ống suông ống rộng vậy đó. Đây ha, ống suông. Rồi lên giúp em mã này hoa xanh ngọc. Lên cho em mã xanh ngọc kèm size 1, 2, 3, 4, 5 mã xanh ngọc giúp em. Rồi chị nào hỏi em ống rộng im ru vậy ta. Các chị ơi, mẫu này em lên rồi nha. Các chị nào mà hỏi em ống rộng thì chốt lại giùm em. Rồi lên với em mã này xanh ngọc lên giùm em nha các chị. Ở ngoài sau nó đang dây chéo như thế này trên vai mình rất là đẹp luôn. Tay cánh tiên mọi người ơi, tay cánh tiên nha. Rồi chị Thạch Tuấn ơi, mình chia sẻ like lên giùm em đi mọi người. Chia sẻ like lên giúp em đi các chị đẹp. Rồi lên giúp em mã này nha. Mã này mã xanh ngọc. Mã trắng 3, ok chị. Mã trắng 3 chị Khả Hân nè. Ok chị Trần Khả Hân nè. Trần Khả Hân. Rồi chị Thạch Hoàng Tuấn ơi, à, vàng và trắng size 3 chị lên số điện thoại giùm em nha chị. Vàng trắng size 3 lên số điện thoại giúp em. Rồi cái này xanh ngọc chị yêu nào mình chốt không? Chị yêu nào mình chốt không? Chốt cho em mã xanh ngọc đi các chị đẹp. Xanh ngọc kèm size lên giùm em nha. Xanh ngọc kèm size lên giùm em. Các chị ơi chia sẻ like lên giùm em đi mọi người. Rồi xanh ngọc kèm size 1, 2, 3, 4, 5 mã xanh ngọc. Chị Hoàng
Tuấn lên số điện thoại giùm em, chị ơi chú Hoàng lên số điện thoại giùm em nha. Một bộ vàng, một bộ trắng số 3, ok chị Hoàng Tuấn nè. Xanh ngọc số 5 chị Phương Trần. Chị Phương Trần một bộ xanh ngọc số 5. Ok chị Phương Trần nè. Rồi chị Hoàng Tuấn một bộ vàng là số 5, số 3 Thạch Hoàng Tuấn. Không ba chín năm ba sáu bảy hai chín bốn. Rồi chị Hoàng Tuấn ơi, cái bộ mà bộ vàng á, quên bộ trắng số 3 em hết, em lấy cho chị cái trắng mà nó có nhị hoa tím tím được không chị? Cái hoa trắng đó em hết mà, cái này y chang vậy luôn mà nó có thêm cái nhị tím nữa được không chị? Có màu đỏ hồng, có nha chị Phương Trần, có đỏ hồng nha. Để em lên hết bộ này em lên đỏ hồng chưa? Chị Phương Trần em chốt cho chị bộ này được không? Cũng nền đen hoa trắng mà nó có thêm một cái bông tím tím gì nữa nè chị. Em chốt cho chị bộ này size số 3 nha chị Thạch Tú ơi. Nó y chang vậy mà nó thêm cái hoa màu tím tím vô thôi, đẹp hơn nữa. Rồi em chốt chị bộ này nha chị Thạch Tú, ok ok giùm em nha. Giống y chang vậy luôn, nhưng mà nó lên thêm cái hoa màu tím tím luôn đó nữa. Rồi em lên cái hoa màu hồng cho các chị đẹp nè, chị nào hỏi em hoa màu hồng nè. Đây. Hoa màu hồng siêu đẹp luôn nha các chị, siêu xinh luôn nha. Nãy chị Yến Vy nói em cái gì ta? 214 lượt chia sẻ hả chị? Ok, cảm ơn nha, cảm ơn các chị đẹp chia sẻ like giùm em nha mọi người, em bán giá quá rẻ luôn mà. Giá quá rẻ luôn, giá rẻ hơn giá sỉ luôn á các chị đẹp. Rồi cái này lên cho em mã hồng nha các chị ơi. Mã hồng kèm size 2, 3, 4, 5 lên giúp em. Đó các chị nhìn đi, nó còn đẹp hơn là 3D nha các chị đẹp ơi. Đẹp lắm luôn. Rồi lên cho em mã hồng size 2, 3, 4, 5 lên giúp em mã hồng nè các chị đẹp. Mã hồng kèm size 2, 3, 4, 5 lên giùm em nha. Đây, mã hồng quá xuất sắc luôn nha các chị đẹp ơi. Còn chế yêu là mình thích mã hồng này chốt cho em hồng nha. Trời ơi, đây nè các chị đẹp. Rồi chế yêu là mình bỏ qua cái hoa này rất là uổng luôn á. Hoa này rất đẹp luôn. Rồi lên cho em mã hồng size 2, 3, 4, 5 nha các chế ơi. Mã hồng size 2, 3, 4, 5 giùm em nha. Mã hồng size 2, 3, 4, 5. Em mặc thử cái bộ hồng này vô cho các chị xem nha. Rồi cái mẫu nó đây nha, cái mẫu đây nha chị Ruby Nguyễn. Cái mẫu em đang mặc đây nha. Đó là ống rộng chị yêu ơi, ống rộng. Còn ngoài sau cổ nó đang dây chém như thế này nha. Thôi chế đẹp là mình thích chốt giùm em. Chế đẹp là mình thích bộ vàng em đang mặc thì chốt cho em vàng kèm size 1, 2, 3, 4, 5 à. Chị Gấu Yêu áo mà ba có chị ơi, chờ em xíu. Cái chế đẹp chờ em xíu, cột tóc lên nè. Rồi mã hồng nó đẹp quá trời, ông chị nào chốt mã hồng mấy chị yêu, mã hồng quá đẹp luôn á. Rồi mã hồng nha, em lên mã hồng một lần nữa cho các chị đẹp. Rồi em qua mẫu khác nha, các chị yêu là mình chọn chị gì, chị Tâm gì đó, chị Tâm Thị gì đó, hồi nãy hỏi em mẫu này giờ em lên không thấy chốt ta. Có màu vàng khác hả?
cho em mã măng cục size 2, 3, 4, 5, mã măng cục lên giúp em. Măng cục kèm size 2, 3, 4, 5. Rồi màu này là cái màu không phân biệt tuổi tác nha mọi người. Màu đen, chế đẹp nào mặc cũng được hết. Nhỏ tuổi cũng được, lớn tuổi mặc cũng được nha, trung tuổi mặc cũng được luôn. Rồi chế yêu là mình thích màu này lên cho em mã đen. Tại mã này là tới thuộc về một cái tầm khác rồi, sang trọng, lịch sự và trang nghiêm là cái màu này nha các chế đẹp. Rồi chế đẹp là mình thích lên cho em mã đen nha. Mã đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5 mã đen lên giúp em. Rồi lên giúp em mã đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5 nha các chị đẹp. Ê, màu đen này là chị nào mặc cũng được nha. Nó không phải già cũng không phải trẻ, là thuộc về một cái dạng khác rồi. Rồi chế đẹp mà nó sang. Rồi chế đẹp là mình thích. Chốt cho em mã đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5 nha các chị yêu ơi. Một màu đen tuyền luôn nha mọi người. Rồi lên cho em mã đen size 1, 2, 3, 4, 5 mã đen lên giúp em. Đen size 1, 2, 3, 4, 5 nha các chị ơi. Em đang mặc cái này size số 2 rồi nè. Rồi chị yêu là mình thích lên cho em mã đen 1, 2, 3, 4, 5 mã đen lên giúp em. Đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Rồi em lên màu này là màu xanh ngọc nha các chị đẹp gái. Màu xanh ngọc, chị yêu là mình thích chốt cho em xanh ngọc kèm size 1, 2, 3, 4, 5 mã xanh ngọc nha. Mã xanh ngọc kèm size 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 lên giúp em. Ống à, trời ơi, chị để 35k, em tưởng chị hỏi là quần 35k. Ống rộng quần hả chị? Để em đo thử nha. Để em đo thử nha chị ơi. Cái quần em đang mặc là size số 1. Để em đo thử là ống nó bao nhiêu nha. Hình như là size số 1 từ 28 thì size số 5 là tới 30 mấy đó. Để em đo thử ống bao nhiêu nha chị. Em tưởng chị thấy chị để 35k, em tưởng chị hỏi quần 35.000. Rồi cái quần em đang mặc là size số 1 mà nó là 31 á chị. 30, 31 gì đó. Thì tới 35 thì cũng tầm đó chị ơi. Tới size 5 là 30, tầm 34, 35 gì đó. Quần em đang mặc là size số 1 nha. Số 1 ống rộng 30. Ống rộng 30 nha chứ đẹp. Rồi cái này màu xanh ngọc. Dễ thương các chị ơi. Nó nhạt nhạt không quá đậm, rất là dễ thương luôn. Chị Thơm My mã đen 60kg. Chị Thơm My lên cho em chiều cao nữa đi chị. Tại cân nặng nó phụ thuộc vào chiều cao đó chị. Nếu mà mình cao thì mặc size 3, còn mà mình dưới 1m58 thì mặc qua size 4 giùm em nha. Chị Thơm My ơi, lên cho em thêm chiều cao đi chị. Có chiều cao quá em canh size cho các chị nó chuẩn hơn, mình mặc vừa hơn. Chứ nhiều khi 60kg mà nhũ như chị cao mà em đưa cho chị size số 4 thì chị mặc nó sẽ rộng cái áo. Còn nếu chị thấp mà em đưa chị size số 3 thì nó sẽ chật áo. Cho nên là lên cho em thêm chiều cao đi. Lên thêm em chiều cao đi chứ đẹp. Rồi cái màu này là màu tím cà nè. Một màu hoa sim tím nè các chị đẹp ơi. Tím cà em còn 4 và 5. Chị Thu Hà. Rồi áo em lên nè chị, 75.000 một áo, chất co giãn mặc thoải mái nha. Co giãn mặc mát mặc thoải mái. Chế nào mua nguyên bộ là 135.000 một bộ nha chị đẹp. Rồi em ship toàn quốc 30.000 nha. Rồi cái này là tím cà nè các chị đẹp ơi. Chị đẹp nào mình thích màu tím cà lên cho em tím cà kèm size 4-5. Em còn 4-5 60kg tới 70kg nha. Rồi chị yêu nào mình thích chốt cho em mã tím cà size 4 size 5 giùm em nha. Rồi tím cà size 4-5. Chị Thơm My ơi, chị lên cho em chiều cao đi chị, để em biết là size của mình là size chuẩn nó là size nào chị nha. Rồi em có màu này màu rêu. Màu rêu em còn size 2, 3, 4. Màu rêu em còn size 2, 3, 4, 5 nha các chị đẹp. Em lên màu rêu nha, màu xanh ngọc này chị yêu nào thích là chốt cho em xanh ngọc kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Mã xanh ngọc size 1, 2, 3, 4, 5 lên giúp em nha. Rồi em lên mã này mã rêu. Mã rêu này lên cũng bao sang luôn nha các chị. Rêu em có hai tông màu là rêu đậm và rêu nhạt nha. Màu em đang lên là màu rêu đậm.
Chị yêu đầu thích chốt cho em reel động size 2, 3, 4, 5. Rồi lên cho em mã reel động size 2, 3, 4, 5 lên giúp em. Màu em lên là màu reel đậm nha mọi người. Rồi chị yêu đầu thích chốt cho em reel động size 2, 3, 4, 5 mã reel động lên giúp em. Tất cả là mặc chiếc quần đen hết nha các chị. Em chỉ có một mẫu quần này thôi, em không có mẫu quần khác nha các chị yêu. Rồi lên cho em màu này màu xanh reel. Đây các chị đẹp, màu xanh reel với em nha, reel đậm nha. Chốt cho em reel đậm size 2, 3, 4, 5 mã reel đậm. Rồi lên cho em reel đậm 2, 3, 4, 5. Chị Thâm My đâu ta, chị Thâm My không lên chiều cao cho em, không biết chốt cái size nào cho mình đâu. Rồi màu này là màu cao khô hay là màu nâu nè các chị đẹp ơi. Chị yêu là mình mặc những màu tối chọn giúp em nha. Màu cao khô hay màu nâu đó các chị đẹp. Màu này lên rất là đẹp luôn nha. Cái chế mà hay đi chùa đó, à, mặc cái màu này đi chùa đẹp nè, lịch sự và nó đúng, nó đúng cái tông màu của nó ha. Rồi đây nha các chị đẹp gái, màu nâu nha. Chốt cho em mã nâu size 1, 2, 3, 4. Mã nâu em còn size 1, 2, 3, 4 nha các chị yêu ơi. Lên cho em mã nâu 1, 2, 3, 4 giùm em nha. Đây nha các chị, mã nâu. Rồi chốt cho em nâu kèm size 1, 2, 3, 4 mấy chị đẹp gái ơi. Mã nâu kèm size 1, 2, 3, 4 lên giúp em. Mã nâu size 1, 2, 3, 4. Rồi em có màu này là màu tím than nha mọi người. Màu tím than em còn size 2, 3, 4, 5 mã tím than. Chị đẹp là thích chốt cho em tím than size 2, 3, 4, 5. Màu này là màu nó gần gần về màu đen đó các chị đẹp ơi. Nó hơi ánh tím lên nha. Hơi ánh tím lên một xíu. Rồi chị yêu nào nè, thích là chốt cho em, trời ơi quá đẹp luôn các chị. Màu này là màu tím than, em còn size 2, 3, 4, 5. Chị đẹp là mình thích màu này, lên cho em mã tím than size 2, 3, 4, 5 lên giúp em nha. Màu tím than nha các chị yêu ơi. Rồi lên tím than size 2, 3, 4, 5 lên giùm em mã tím than mọi người. Tím than lên giúp em mã tím than size 2, 3, 4, 5 mã tím than nha. Tím than size 2, 3, 4, 5 lên giúp em. Rồi em có màu này màu xanh biển. Màu xanh biển em còn size 3 và size 4. Mã xanh biển nó sẽ đậm hơn cái màu xanh ngọc hồi nãy. Cái này xanh biển hay là xanh da trời là một đó các chị đẹp ơi. Rồi lên cho em xanh biển size 3, 4. Mã xanh biển size 3, 4, size 3, 55, 60kg, size 4, 60-65kg nha. Rồi chị yêu nào thích chốt cho em mã xanh biển. Xanh biển nha các chị đẹp. Lên cho em xanh biển size 3, 4, màu xanh biển. Xanh biển size 3, 4. Rồi em có màu này là màu hồng. Một chữ hồng cho em thôi. Cái tông nó sẽ nhạt hơn cái màu hồng tươi hồi nãy. Tông nó nhạt hơn màu hồng tươi hồi nãy và đậm hơn màu hồng phấn nha các chị yêu ơi. Rồi chứ nào mình thích màu này, lên cho em mã hồng kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Chốt cho em hồng kèm size 1, 2, 3, 4, 5 giúp em. Màu hồng nha các chị đẹp. Rồi lên cho em hồng size 1, 2, 3, 4, 5. Các chị ơi còn xem like chấm bài lên giùm em đi mọi người. Các chị nào còn xem like chấm bài lên để em biết nha. Các chị còn xem nè, em lên còn không em xuống like nha. Rồi lên cho em màu này. Lên cho em mã này mã hồng giúp em size 1, 2, 3, 4, 5 mã hồng nha các chị ơi. Mã hồng size 1, 2, 3, 4, 5 lên giùm em. Rồi lên cho em hồng size 1, 2, 3, 4, 5. Màu hồng này là nó nhạt hơn cái màu hồng tươi nãy và nó đậm hơn màu hồng phấn nha các chị đẹp. Rồi lên cho em mã hồng size 1, 2, 3, 4, 5 lên giúp em nha. Hồng size 1, 2, 3, 4, 5. Cho em xem một bộ áo mà có hoa. À rồi ok, chị lên thêm mấy màu nữa cho nó hết cái màu này. Rồi chị lên cái áo, cái mẫu áo đó cho, mẫu áo hoa đó cho nha. Rồi em có màu này là màu xanh lá tươi. Màu xanh lá tươi em còn size 3, 4, 5. Chế đẹp là mình thích chốt xanh lá tươi 3, 4, 5 lên giúp em. Đây nha các chị, màu này là màu xanh lá tươi nha. Rồi chị yêu là mình thích chốt cho em xanh lá tươi size 3, 4, 5 lên giúp em. Mã xanh lá tươi nha các chị đẹp gái. Xanh lá tươi 3, 4, 5 nha.
Xanh ngọc hồng phấn mã 4. Xanh ngọc hồng phấn. Xanh ngọc. Ok chị, một cái xanh ngọc, một cái hồng phấn số 4. Ok chị Thủy nè. Chị Thủy Thị Nguyễn. Chờ chị một xíu nha, chờ em một xíu nha chị Gấu yêu ơi. Chờ em một xíu, em lên thêm hai màu nữa thêm qua màu đó cho nó hết cái màu áo màu luôn. Một áo có 75.000, các chị bỏ tiền ra mua một mét vải là đã bằng cái số tiền đó rồi các chị, rồi xong tiền công may nữa. Rồi em có màu này là màu tím mực nha các chị đẹp. Màu tím mực, chị yêu là mình thích chốt cho em tím mực, em còn size 1, 2, 3, 4. Tím mực em còn size 1, 2, 3, 4 nha. Chốt cho em mã tím mực 1, 2, 3, 4 giúp em. Rồi màu này màu tím mực nha các chị ơi. Trời ơi màu tím này đẹp quá luôn. Lên cho em mã tím mực kèm size 1, 2, 3, 4 giúp em. Rồi em đang lên là màu tím mực mọi người. Tím mực size 1, 2, 3, 4 mã tím mực. Đây nha các chị ơi. Rồi lên cho em mã tím mực nha. Quần 60.000 một cái chị Thu Hà. Quần nha em mặc 60.000 một cái, còn áo 73.000. À 75.000, một bộ 135. Rồi chị yêu là mình thích màu này lên cho em mã tím mực. Tím mực size 1 2 3 4 giúp em mã tím mực nha. Rồi em lên một cái màu hồng sen nữa là em sẽ qua mẫu cho các chị đẹp nè. Hồng sen, hồng sen. Chị yêu là mình thích màu này lên cho em hồng sen size 2 3 4 5 mã hồng sen giúp em. Hồng này hồng sen nha mọi người ơi. Rồi hồng sen lên cho em hồng sen size 2 3 4 5 mã hồng sen. Đó, các chị thấy một cái màu hồng mà nãy giờ em lên tới 4 cái tông màu rồi đúng không? 4 5 cái tông màu gì nữa. Rồi lên cho em hồng sen size 2 3 4 5 nha các chị yêu ơi. Màu em lên là màu hồng sen nha. Rồi chị yêu là mình thích chốt mã hồng sen giùm em. Size 2, 3, 4, 5 mã hồng sen. Rồi bây giờ em qua mẫu áo hoa cho các chị đẹp nha. Áo hoa 70.000 một áo nha mọi người. Lên mẫu áo hoa nha. 70.000 một áo, chị đẹp là mình thích áo hoa chốt giùm em. Em chào chị Trương Tần. Mẫu em mặc là 75.000 một áo chị Trương Tần ơi. 75.000 một áo, 135.000 một bộ. Rồi 60kg nếu mà chị cao mặc size 3, còn mà mình dưới 1m58 mặc qua size 4 giùm em chị nha. Nếu mà chị cao thì mặc lên size 3. Và cao 1m58 trở lên mà size 3 dưới 1m58 mặc qua size 4 cho em nha chị. Rồi em qua mẫu áo hoa nè, chị yêu nào thích áo hoa chốt giúp em áo hoa 70.000 một áo. Cái tay ren này là nó mắc lắm nha các chị, đáng là tay ren này em bán là 75.000 mà giờ em bán cho các chị là đồng giá với áo hoa tay vải luôn là 70.000 nha các chị đẹp. Rồi chị yêu nào mình thích màu hoa em đang lên chốt cho em mã hoa đỏ size 1 2 3 4 1 2 3. Mã hoa đỏ này em còn size 1 2 3 các chị. Rồi lên cho em mã hoa đỏ 1, 2, 3 giúp em nha. Size 1 45kg cho tới 50kg là mặc đẹp. Em 41kg nè, các chị nhìn thấy không? Cái độ nó vẫn còn rộng nha. Chế nào 45kg trở lên thì mặc nó vừa form. Chế nào dưới 45kg thì mặc hơi rộng một xíu. Muốn mặc thì về bóp ben lại giúp em. Hoặc là hơi rộng một xíu cũng vẫn bình thường nha các chị đẹp. Không có quá đáng kể nha. Rồi em lên mẫu áo hoa đây, chị nào thích chốt cho em nè. Rồi lên cho em mã này mã đỏ giúp em, hoa đỏ kèm size 1 2 3, mã hoa đỏ em còn size 1 2 3 cho các chị từ 45 cho tới 60kg. Lên mã hoa đỏ 1 2 3 giùm em. Rồi cái này lên giúp em mã hoa cam. Hoa cam kèm size 1 2 3 4 5 mã hoa cam lên giúp em nha. Mẫu em nâng lên là 70.000 một áo nha các chị đẹp gái. 75 mà em bán 70 luôn. Rồi bán bằng giá áo bông tay vải luôn nha.
Rồi chị nào thích hoa này lên cho em mã hoa cam kèm size 1, 2, 3, 4, 5 mã hoa cam. Hoa cam kèm size 1, 2, 3, 4, 5 nha. Rồi cái này lên giúp em mã gì nhỉ? Nó nhiều hoa lắm, một xíu em lên là em rối. Rồi cái này lên cho em mã xanh đen đi các chị đẹp ơi. Mã xanh đen size 1, 2, 3, 4, 5 mã xanh đen lên giúp em. Nền là nền xanh đen lên hoa cam nha. Rồi chị em là mình thích cái hoa này lên cho em mã xanh đen 1, 2, 3, 4, 5. Em mặc mẫu một cái lên các chị. Đây các chị nhìn thấy cái mẫu nha. Một cái thôi rồi các chị chọn giùm em. Em lên hoa thôi các chị chọn giúp em nha. Rồi lên cho em mã xanh đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5 mã xanh đen. Rồi tiếp cái này lên cho em mã hoa vàng. Hoa vàng kèm size 1, 2, 3, 4, 5 cho em luôn. Hoa vàng nha các chị. Hoa vàng size 1, 2, 3, 4, 5. Các chị yêu ơi, các chị yêu còn xem like không mọi người? Cái view mà nó hết lên nổi là em xuống like nha các chị đẹp. Chị gì, chị gấu yêu có chọn thêm được cái nào không chị ơi? Cái hoa em đang mặc là tươi rói rói luôn rồi nè, cái hoa em mặc rất là tươi luôn rồi nè. Rồi cái này lên cho em mã bi nha mọi người ơi, mã bi lên giùm em nha. Rồi bi kèm size 1, 2, 3, 4, 5 lên mã bi giúp em. Rồi các chị đẹp ơi, em xuống like nha các chị đẹp. Giờ chắc các chị cũng là phải đi ăn trưa rồi đó. Rồi em xuống like, có gì tối 7 giờ rưỡi em lên lại nha các chị yêu. Tối 7 giờ 30 em like tiếp nha mọi người. Rồi bye bye các chị đẹp. Các chị đẹp ơi, còn chị nào muốn xem cái mẫu này nữa không? Mẫu như em mặc nè. Mẫu em lên là bà ba áo hoa tay lỡ đó các chị đẹp. Đó size 45kg cho tới 70kg. Rồi chị nào muốn xem mẫu này nữa thì tối nha. Hẹn các chị 7 giờ 30 tối em lên nha. Các chị nhớ lên đúng giờ, tại vì lúc nào đầu like em cũng chơi mini game hoặc là em bán đồ giá rất là rẻ luôn. Là các chị vào đúng giờ giúp em nha. Bye bye mọi người.